Xin chào các bạn đến với cái giáo trình tiếng Trung nhé. Giáo trình tiếng Trung này thì chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau từng phần nhỏ một, và nó sẽ chia những video nó ngắn thôi, chứ không làm video dài. Thì bài thứ nhất chúng ta sẽ có lesson one đúng không ạ? Lesson one là tiếng Anh, lesson one. Thì tiếng Trung sẽ là tí y cửa, tí y cửa, tí y cửa, ni hao, là ni hao. Thực ra là ni hao nhưng mà ta sẽ đọc là ni hao, biến âm. Mình sẽ chỉ các bạn những cái cách này sau. Cái sau trong từng bài học một sẽ có hết. Bài một là tí cửa. Và chúng ta sẽ nhìn thấy từ khơ quẩn. Khơ quẩn. Khơ quẩn là bài học, tiếng Anh là text, bài học đúng không? Thì nó sẽ học hai từ đầu tiên là từ chào hỏi, ni hao, ni hao. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần sân sử là new words, là từ mới đây. Sân sử thì tên lý, các bạn mua sách về thì các bạn sẽ có cái phần nhận viết ở ở trong sách nhé. Thì các bạn nhận viết ở trong sách này, những cái từ nghĩa là cách viết, cách viết như nào thì mình sẽ dạy các bạn sau, dạy các bạn sau chứ không thể dạy trong cái bài một này được. Mình sẽ dạy từng cái một trong bài thứ hai của cái bài này. Rồi chúng ta sẽ có từ nỉ hậu. Từ này mà để đứng một mình thì ta sẽ đọc là nỉ, nỉ là nhẹ đúng không ạ? Ta đọc là nỉ, dấu hỏi này, nỉ. Tiếp theo có từ hậu, hậu là hờ, hờ, âm hờ này, âm hờ. Âm hờ trong tiếng Trung thì nó đọc giống như âm khờ, gần na ná nhưng mà không phải. Chúng ta cứ đọc là hờ, là hảo, đi hảo, đi hảo là xin chào hay là hello, hello, đúng không? Hello. Rồi tiếng Trung nó có từ y, y học văn là số 1, y nó chỉ có một gạch thôi, y one số 1. Ta có từ ủ, ủ là số 5, ủ là five, là số 5. Là từ ba, ba là h, là 8, số 8, đúng không? Ba là h, số 8. Từ tha, tha là big, là to lớn, big là to lớn đúng không? Tha, big, to lớn. Ta có từ phủ, phủ là not, là phủ định một cái gì đó, là không, là phủ định, phủ là not, phủ định. Thế ta nó có khẩu là bộ khẩu luôn, khẩu là mouth, mouth. Cái mouth này là mouth là mũi đúng không ạ? Mouth này là miệng đúng không ạ? Mouth là miệng, mouth là miệng đúng không ạ? Miệng của một người. Thì sẽ làm miệng. Thì chúng ta nó có từ bãi, bãi là trắng, màu trắng, bãi, bãi. Ta có từ nụy, nụy, âm này âm uy, nụy, female hay là phụ nữ, woman, phụ nữ là con gái, người nữ thì là nụy. Ta từ mã, mã là con ngựa, mã con ngựa. Mã con ngựa nha. Các chơi cờ tướng nhiều ta sẽ nhìn thấy cái hình con mà ngựa này, mã, nụy, bái, khẩu, nỉ, hậu, y là một, ủ, phai, ba là ết, tha là bích, ủ là nót. Bây giờ mình sẽ mở phần nghe cho các bạn nghe nhé. Thì mình sẽ 二生词，你好，圣使你好了，你好，你好，一，一，五，五，八，八，大，大，那多呢？不，不呢？不里那 not 口，口口那 miệng 白，白，女，女那 nữ 女。马马呢？我那个鹅。第一册。第一课。上。第一课。你好。你好。一，课文。你好。你好。你好。你好。讲要多，还会讲要。二，生词。你。你。好。好呢？你好，好了，good 呢？fine 呢？tốt。一，你好。五，一呢？one，五呢？fine。八，八呢？eight。大，大。不，口，白，白。女，女。马，马，马呢？ngựa。OK，thì nó ngắn gọn và ít như vậy thôi, chủ yếu là để các bạn bài đầu tiên các bạn có một cái
dao động gì đó với cái tiếng Trung, làm quen hay là nhận biết hay là gọi là va chạm gì đó với tiếng Trung thôi. Chúng ta đây là một bài giới thiệu bạn 11 cái từ mới, 10 từ mới này để các bạn có cái sự va chạm gì đó, định hình được tiếng Trung nó có những gạch ngang gạch dọc rồi là nó cái đọc này, hiểu hiểu như này. Thế đây là cái cách đọc của chúng ta của nó. Thì cái phần mờ mờ này các bạn sẽ hỏi là phần mờ mờ trong sách này gì? Phần mờ mờ này nó chính là cái cách viết khác, nó là chính là chữ Hán cổ. Các bạn hiểu như vậy thôi, mình sẽ chia sẻ cái lý thuyết này trong bài sau. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, đây là chính là những phụ âm, cách đọc của tiếng Trung, và dưới này sẽ là nói về cách viết tiếng Trung, cách đọc, cách viết tiếng Trung. Thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả những bài sau cái bài số 1 này. Mình đây là bài giới thiệu thôi nhé, thì nó thì các bạn va vấp vậy. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo, sẽ là bài vô cùng mà các bạn là điều các bạn mong đợi. Hẹn gặp lại các bạn nhé.